Xin chào, tôi tên Vincent, tôi là người Singapore, hiện tại đang sống ở Singapore. Trước đây tôi thỉnh thoảng sang thăm vợ Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại thì không thể đi được. Tại sao tôi muốn học tiếng Việt? Tôi muốn giao tiếp với các Hàn Quốc tôi. Tôi thích đi du lịch Việt Nam. Tôi ăn ở Việt Nam rất ngon và có nhiều nơi để tham quan. Tôi học nói tiếng Việt ở Stanford. Tôi nghĩ phát âm tiếng Việt rất khó. Trong đề tôi cảm thấy rất khó cần khi học một mình. Sau khi tôi đến Stanford để học tiếng Việt của tôi đã tốt hơn. Nếu bạn muốn học tiếng Việt, tôi hy vọng bạn có thể học ở Stanford cùng nhau. Cảm ơn bạn.